Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, mùng 8 tháng 5. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông khảo sát kết quả thực hiện nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Ngày hội hiến máu tỉnh nguyện năm 2024, hưởng ứng tháng nhân đạo tỉnh Đắk Nông năm 2024 diễn ra tại huyện Cư Rút, Bộ Công an khen thưởng cho 17 đơn vị thuộc Công an Đắk Nông có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã khảo sát kết quả thực hiện nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại Công ty khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông. Tại buổi khảo sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nghe công ty báo cáo về việc triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Theo đó, dự án bao gồm 7 dự án thành phần được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư. Tổng số vốn đã được bố trí đến nay là trên 57,5 tỷ đồng trên 60 tỷ đồng. Công ty kiến nghị Quốc hội sửa đổi một số quy định chưa phù hợp thực tế, có cơ chế chính sách sát hơn, hỗ trợ đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Hôm nay, mùng 8 tháng 5 Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã giám sát thực tế các dự án có thu hồi đất tại thành phố Gia Nghĩa. Đoàn đã giám sát thực tế dự án khu đô thị mới Nghĩa Thành, dự án khu dân cư 24 ha tại phường Nghĩa Trung, dự án khu đô thị mới tổ 3, phường Nghĩa Trung, dự án khu đô thị mới tổ 2, phường Nghĩa Tân. Tại các dự án đang xây dựng và triển khai thực hiện, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã báo cáo nhanh với đoàn giám sát, quy mô dự án, quá trình, tiến độ triển khai thực hiện vướng mắc và các vấn đề liên quan. Đoàn giám sát đánh giá hiện trạng, tính khả thi của các dự án và khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Kết quả giám sát sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá, báo cáo tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Sáng mùng 8 tháng 5, tại thị trấn Ea Tờ Linh, huyện Cư Rút, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Nông, phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024, hưởng ứng tháng nhân đạo tỉnh Đắk Nông năm 2024. Đông đảo tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người dân trên địa bàn huyện cư rút đã đăng ký tham gia hiến máu. Qua khám sàng lọc, xét nghiệm, các tình nguyện viên tham gia hiến được 500 đơn vị máu an toàn đã quy đổi. Số máu thu nhận được đợt này có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị, khắc phục tình trạng thiếu máu trong khám, chữa bệnh. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của tháng nhân đạo tỉnh Đắk Nông năm 2024. Với chủ đề hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương, khai mạc vào tối hôm qua, mùng 7 tháng 5 tại huyện Cư rút. Cũng trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 5 tại thành phố Gia Nghĩa, diễn đàn cà phê toàn cầu tổ chức buổi tọa đàm sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm trong ngành cà phê Việt Nam. Đây là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm của tổ chức sáng kiến hợp tác về sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm trong ngành cà phê Việt Nam đã được triển khai tại Tây Nguyên trong 4 năm qua sáng kiến CAI tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động sản xuất cà phê bền vững thông qua việc cải thiện quản lý cỏ dại, sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm. Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan, đơn vị, viện khoa học, trường học, doanh nghiệp tham gia góp ý, tham luận về các nội dung về sử dụng vật tư nông nghiệp trong sản xuất cà phê. Bộ Công an vừa khen thưởng cho 17 đơn vị thuộc Công an Đắc Đông có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Thời gian qua, các lực lượng công an Đắk Nông đã khám phá, điều tra nhiều vụ án phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm. Nổi bật là lực lượng công an Đắk Nông khám phá thành công, bắt giữ hai đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp gây ra, vụ trộm tiệm vàng ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, thu giữ tổng số vật chứng trị giá gần 4 tỷ đồng. Công an Đắk Nông điều tra, bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, thu giữ hai xe mô tô cùng nhiều tăng vật liên quan, đấu tranh chuyên án bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy khi đang lẩn trốn tại Lào. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!